một danh nhân lịch sử Việt Nam. Với đóng góp to lớn trong công cuộc đánh dẹp Chiêm Thành, giúp người dân khai phá đất Nam. Không ai khác, ông chính là Nguyễn Hữu Cảnh. Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, sinh năm 1650, mất năm 1700, là một tướng lĩnh tài ba, một nhà quản lý hành chính xuất sắc, người mà nước về phía Nam và cũng là người có công xây dựng nền móng cho Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh có tài liệu nói là Nguyễn Hữu Kính, sinh năm Canh Dần năm 1650, tại vùng đất này thuộc xã Trường Tín, huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình. Theo các nhà nghiên cứu thì tổ tiên của lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là Định Quốc Công Nguyễn Bạc, một vị tướng tài ba xuất sắc của vua Đinh Tiên Hoàn. Ông cũng là cháu mấy đời của nhà chính trị đại tài của nước ta Nguyễn Trãi. Cha của Nguyễn Hữu Cảnh là Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Giật, người đã đóng góp nhiều công sức cho chủ Nguyễn trong cuộc đối đầu với chúa Trịnh. Lớn lên trong thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, ông Nguyễn Hữu Cảnh truyền tâm lên Tam Võ Nghệ để có thể theo cha đi chi chiến. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng ông đã lập được nhiều chiến công và đã được chúa Nguyễn Phúc Tần phong chức cai cờ, một chức quan võ thuật bậc cao, vào lúc độ tuổi đời 10. Năm 1681, cha mất, ông cùng anh ruột là Nguyễn Hữu Hào nói nghiện cha. Trong công việc và trong quan hệ xứ thế, Nguyễn Hữu Cảnh rất cẩn trọng, nên được lòng mọi người. Do bị bệnh nặng, ông Nguyễn Hữu Cảnh qua đời, lúc ấy ông tròn 50 tuổi. Vào nhận năm 1690 đến năm 1691, vua Tràm Ba là kế bà Tranh thường đem quân vượt biên giới sát hại dân Việt ở Diên Ninh, Diên Khánh. Đầu năm 1692, chủ Nguyên phái Nguyễn Hữu Cảnh làm thống binh cùng với tham mưu Nguyễn Đình Quan đem quân Bình Định, Bình Cường thành lập trấn Thuận Thành, đất Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nay. Bình Định vừa xong, một nhóm người thành đứng đầu là An Ban xúi sụp bẹt loạn giấy loạn. Nguyễn Hữu Cảnh lại nhận lệnh dẹp bọn tà phản, đem lại sự an ninh cho dân chúng Bạn Hạt, rồi được cử làm trấn Thụ Dinh, Bình Khương, còn được gọi là Bình Khan, nay là vùng Khánh Hòa, Bình Thuận. Để tưởng nhớ công đức của chưởng cờ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, nơi quê hương cũng như nơi ông đến, an dân, tất dân đều lập đền thờ hoặc lập bài vị ông, như ở Nam Van, Campuchia, Quảng Bình, Quảng Nam, Cù La Phố, Biên Hòa, Bình Minh, Hương Gia Thịnh, quận Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Ô Môn, thành phố Cần Thơ và nhiều nơi trong tỉnh An Giang. Ngoài ra, họ tên và chức tước của ông còn được dùng để đặt tên cho trường học, đường phố tại nhiều địa phương. Có thể nói, ông là một trong những nhân vật lịch sử được nhân dân vườn Nam thờ phụng. Nhiều vùng đất, nhiều sông nước đến nay vẫn mang tên ông cùng với hệ thống đền thờ tưởng nhớ ở nhiều tỉnh, thành phố phía Nam. Và đến đây cũng đã khép lại hành trình cùng danh nhân lịch sử Việt Nam Nguyễn Hữu Cảnh. Rất chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cũng rất mong chờ những nhận xét góp ý để chúng mình có thể rút ra được kinh nghiệm cho những video sau nếu có.